Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tự động kẻ ô khi có dữ liệu trong Excel. Đầu tiên, các bạn bôi chọn toàn bộ vùng mà mình muốn kẻ ô. Sau đó, các bạn vào Home. Chọn thẻ Conditional Formatting. Chọn thẻ New Ruler ở cái hộp thoại các bạn à, chọn ở cái à, cái dòng cuối cùng rồi sau đó các bạn nhập công thức vào đây dùng hàm à, cao ta mở ngoặc sau đó các bạn ấn vùng chọn ở đây sau đó các bạn ấn f 4 để bỏ cố định sau đó các bạn đóng ngoặc và dùng phím lớn hơn không thì có nghĩa là khi nào mà các bạn nhập cái dữ liệu thì nó sẽ nhập cái đường kẻ cho các bạn các bạn vào format chọn thẻ border chọn outline sau đó các bạn ấn ok ok thêm lần nữa bây giờ chỉ cần ở ô vùng đã chọn có dữ liệu thì excel sẽ tự động kẻ ô cho các bạn như vậy là mình đã dùng hàm cao tha để thực hiện cái ô tự động trong cái excel nếu các bạn thấy cái video này hay thì hãy cho mình một like share và subscribe nha các bạn cảm ơn các bạn